Ngôi sao số 1 của đội tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo đã tỏ rõ sự thất vọng cùng cực với tiền đạo Diogo Jota sau những pha xử lý có phần quá cá nhân trong trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha. Cụ thể, ngay ở phút thứ 5, Jota đã khiến các cổ động viên Bồ Đào Nha cảm thấy tiếc nuối khi tự mình dứt điểm mà không truyền ngang cho Ronaldo ở tư thế vô cùng trống trải. Xuyên bóng nhưng không được đồng đội tạo cơ hội, Ronaldo đã tức tối và liên tục quát hét Jota. Thậm chí ngôi sao của Juventus trước đó còn nhảy lên không trung và vung tay giận dữ vì không được chuyền bóng. Siêu sao Ronaldo đã không thể che giấu sự phẫn nộ của mình với người đồng đội Diogo Jota sau những pha xử lý có phần cá nhân của ngôi sao Liverpool. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong bất kỳ môn thể thao nào thì mọi vận động viên đều đem vào trận đấu của họ toàn bộ sức lực, tâm huyết. Họ chiến đấu với khát vọng mãnh liệt về một chiến thắng dành cho đội của mình. Đó là lý do vì sao trong nhiều tình huống họ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, dẫn đến có những mâu thuẫn với đối thủ trên sân. Hôm nay hãy cùng xem những tình huống xảy ra khi cầu thủ và vận động viên mất kiểm soát trên sân. Tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Porto và Benfica là hai kình địch lớn nhất tại đây. Do vậy, những trận đấu giữa hai câu lạc bộ này thu hút rất nhiều sự chú ý từ các cổ động viên bởi sự kịch tính của nó. Trận đấu giữa hai đội luôn diễn ra ở mức độ căng thẳng cao độ. Những cái đầu nóng chỉ chờ có thời điểm để bùng nổ, đặc biệt ở tuyến hậu vệ của Porto còn có sự góp mặt của Pepe, một người luôn chơi đầy trách nhiệm và rất năng nổ trong các tình huống tranh chấp. Do đó, vị trí của anh thường xuất hiện những tình huống tranh cãi giữa các cầu thủ hai đội. Với quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng PSG, Neymar trong một phút nóng nảy đã xảy ra tranh chấp quyết liệt với một cầu thủ của Linh. Anh đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân sau tình huống đó. Kết quả, Linh vẫn bảo toàn được chiến thắng tối thiểu 1-0 để giành ngôi đầu League One từ chính tay PSG và dẫn cách biệt 3 điểm sau 31 vòng đấu. Trong một tình huống tranh bóng quyết liệt giữa hai vận động viên bóng rổ này đã xảy ra sự ma sát cực kỳ lớn. Hai cầu thủ gần như muốn lao vào để ăn thua đủ với nhau sau pha va chạm. Nếu không có sự can ngăn kịp thời từ các cổ động viên và mọi người xung quanh, có lẽ giữa họ sẽ xảy ra một cuộc xô xát lớn. Trong một ngày mà Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha đã thảm bại trước Brazil. Dù mở tỷ số trước, nhưng chuyến sang Nam Mỹ của Cristiano Ronaldo cùng đồng đội lại kết thúc bằng trận thua đau khi họ lại bị vũ đoàn Samba xé lưới đến 6 lần. Và với cái đầu nóng của mình, Ronaldo không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Việc anh có những tranh chấp với các cầu thủ Brazil như một tất yếu, đó là biểu hiện của cảm xúc ức chế bị dồn nén. Những biểu hiện của anh cũng không phải trong trận đấu này mới thể hiện. Các cổ động viên đã quá quen với cảm xúc như thế này của Ronaldo khi đội của anh ở thế bất lợi. Có lẽ là phải thi đấu trong sự dồn nén cảm xúc, nên khi bị trọng tài xác định cầu đã vào lưới sau cú đánh của đối phương,
vận động viên khúc côn cầu này ngay lập tức lao vào trọng tài để phân bua với trọng tài về tình huống này. Anh đã không thể khống chế được cái đầu nóng của mình, khiến việc xảy ra tranh chấp với trọng tài là không đáng có. Cầu thủ này chắc chắn sẽ bị phạt sau tình huống quá khích này. Từ một tình huống ngăn cản nhau quá mức cần thiết giữa hai cầu thủ có bộ môn bóng bầu dục mà giữa họ đã xảy ra sự xô xát không đáng có. Tình huống này sau đó đã khiến thành viên của cả hai đội xông vào nhau và gây gổ một cách hết sức thô thiển. Những hình ảnh này đã làm mất đi tính fair play và tinh thần cao thượng của thể thao thế giới. Không biết vì lý do gì, nhưng những tình huống hỗn loạn như thế này trên sân cỏ là không thể chấp nhận. Mặc dù có những sự ức chế, bức xúc, nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn giữ được cái đầu lạnh. Đó là yếu tố hết sức cần thiết để làm nên sự thành công của một trận đấu. Những tranh cãi hay xô xát trên sân không phải là những thứ mà thể thao đẹp hướng tới. Nó cần được lên án mạnh mẽ. Chỉ là một pha va chạm trong khi cầu thủ bấm rổ kia muốn ngăn chặn đối phương thực hiện một cú ném bóng vào rổ. Chuyện sẽ không có gì nếu anh chàng đồng đội kia không chạy đến gây gổ và có những hành động hết sức xấu xí. Điều đó đã làm trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với những hành vi phi thể thao như vậy thì việc họ bị bắt buộc ra khỏi sân là điều hết sức hợp lý. Chỉ từ một tranh chấp trong trận đấu mà các cầu thủ của hai đội đã có những bức xúc, từ đó họ có những hành động trả đũa trắng trợn. Họ thực hiện những pha vào bóng ác ý đối với cầu thủ đối phương mà không tỏ ra một chút hối lỗi nào. Và đó là lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Các cầu thủ với những cái đầu nóng bắt đầu lao vào nhau, tranh cãi, xô xát nhau. Hậu quả là những chiếc thẻ đỏ được rút ra để cảnh cáo và làm dịu những cái đầu đang bốc lửa. Một cuộc tranh chấp hết sức vô lý và không có nguyên nhân. Có chăng nguyên nhân là do những cầu thủ này không thể kiềm chế được cảm xúc của mình dẫn đến xô xát nhau. Những hình ảnh xấu xí này không nên xuất hiện trong môn thể thao vua. Nó đã làm ô uế đi hình ảnh bóng đá đẹp gây dựng qua nhiều năm. Chơi thể thao thì không ai không phải chịu những bức xúc mà dồn nén trong suốt thời gian thi đấu. Điều quan trọng là mỗi người phải tự kiềm chế bản thân, làm chủ cảm xúc của mình, đặc biệt là các cầu thủ chuyên nghiệp. Thể thao không phải là một sàn đấu võ thuật, mà nó là nơi để các vận động viên thi đấu cống hiến tài năng của mình, đồng thời lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, tinh thần thể dục thể thao cho cộng đồng.
đó là mục đích chính mà các môn thể thao luôn hướng tới. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.